Đấy. Các bạn thị xâm để Tân Thanh, để Tân Thanh, Lạng Sơn, Tân Thanh, tình hình năm nay lục cái điều và dịch Covid hai đợt dịch bão lục xe cộ thì đâm thế này, một ngày thì 400.000, bãi thì dơ, mưa xuống thì bùn đầy, nắng thì bụi, một ngày 400.000 cước ra thấp, khủng hoảng kinh tế. Các bạn cứ xem đi, còn nấu nước nấu ăn thì bãi cấm không cho. Các bạn cứ xem đi rồi liệu mà bóc hàng. Cái thề dịch rầu bão lục thiệt hại miền Trung, dịch thiệt hại toàn cầu, cước ra 60 triệu, xe công 40, ngày bãi 400.000, tiền ăn tiền uống tài xế chưa tính, nấu ăn không cho, tắm 15.000, vệ sinh 5.000, tái tiểu 5.000. Thời đại nào mà đất nước nào mà thù như thế này. Tài xế nấu ăn là đã thu bếp ga hết, không cho nấu ăn. Đất nước của Việt Nam, xe của đất Nam mở như là đất giặc à. Các bạn để bình luận mà chia sẻ lên. Ở đây bãi Việt Nam em, ở Việt Nam, Tân Thanh Việt Nam, bãi Tân Thanh Việt Nam á, ngày 400.000, cái bãi thì mưa xuống thì đi, ở như đám bùng, nấu ăn tài xế nấu ăn không cho, ra thu bếp ga. Có khi ta đợt hàng bán không được, ở tao ra là ở tao 10 ngày ra 4 triệu tiền bãi, 4 triệu máy tiền bãi. Chèn ép nhà xe lái xe quá.